Ca Bồ Đề Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện cái kính thời vô thượng tâm tâm này về như Bà Ma Đề Giản Kiếp Đang Ca Văn Thù Ngã Kim Kim Dân Đến Tô Trì Nguyện Giải Như Lai Chân Thiệt Nghĩa Nam Mô Đại Biểu Bồ Tát Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Biểu Bồ Tát Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Biểu Bồ Tát Liên Bồ Tát Phật Đối Kinh Vũ Lan Bồ Tát Tận Nghe Lời Tại Nhớ Dạy Bồ Tát Đồ Tát Lô Nga Trụ Xá Dưới Thành Kỳ Tổ Chí Trung Bồ Tát Đàn lụt con cuốn chó cha mẹ rồi dòng đàn lớn công dưỡng dù tâm ai dâu trả nghĩa thanh toàn đạo cả mong đền lọt con biếu hạnh di tiên bèn dùng với đàn về ra ghế toàn tay dân bảo ca là ca quỷ công cuốn ngăn tiểu tỷ hình hài một tiên tay dạy bi ai biết mẹ nói ai qua tình tâm lo vẫn nhớ thiên dân tự bảo đang đỡ lòng cực khổ ấy lo tính cô mẹ đất lo áo tay tàn chế đầy ngũ màu bóng anh lo bỏ thế thì cánh chưa nhớ thờ chúng ma cứ dựng của bà con đưa chưa đến mi đà qua thành tan đỡ lúc mà đang đau tay nơi trời ngó vào tay tay và kiền liên vi cảnh chú tương mau mau về đơn giản đường bệnh cùng sư vũ tâm phương giải đàn phật mới bao đón đoàn ta coi đàn mẹ ông gắn tội được câu dầu âm tăng lực dìm bầu một mình không tới ai cầu đắm đau lòng yêu tạo của ông giàu đơn tiền giờ đâu tàu đến cứ đi cùng là cái thân thì tà ma quậy đau bốn vì kim dương cộng ba còi sáu phương tu thần cùng cộng tôn tới cộng mẹ ơi muốn cho gỗ đáy mạng người phải nhờ toàn lực của người vương tâm qua cô tới ta toàn dạng lối cho mọi người to cõi anh đàn mẹ kia mô tí nó gần tiền cho vừa phải mình cần là ngày từ từ người vương tan điệu giữ lời này phải con sống từ trong trời rồi đang muốn tới cây đầm bảo lại bán dương ngân điệp cùng ta bồn đèn thuốc nhang dầu món ăn tinh sạch bao màu đỉnh trong bình bát dòng cầu cánh dân chờ đại đức mười phương to thật trong bãi đời sẽ đặng chiêu tâm loại cha mẹ tiền tiền đâm vào bước lực tiên kiên về ngày ai ta đang đều đúng giờ cứ đâu cũng đúng mỗi giờ như người tiền đến sớm khơi tránh điều phiền não trong dời tiền đã quá thời đại lô con đã hóa già chân ngàn chiếm giá tâm nhân hoặc chư bồ tát ngồi quân điện hình làm sáng đàn chúng sanh điều trị giới đất tăng rất tận hồn ai đã về chánh định cho toàn tối cả ca bước tới phàm đồng lòng to lãnh ba cái ngôn lũ hòa nghĩ nào có chẳng đã giờ cầu tâm cũng được từ đó thời điểm vô một cũng gửi bà con quyến tổ tán điều giờ con tay đổ khổ trắng tràn ra khỏi cảnh lòng cha mẹ thiệt giờ đó con đấm mơ đi to trường cha mẹ bài đời qua giảng sẽ qua cha dời có tiên cung người tội tâm tổ thần hà hoàng kia đá má cùng cháu thân vật dài máu mười vương tâm chúng bài tâm đến tài tức giáo đầy bước khi thọ thực đáng trai phải cầu cho thiện cho người tới giờ
bệ cha tứ chỗ định tâm toàn quan đủ đừng quên cho xong định bí âm tiền đối dùng tâm vật đà theo ý ghi tò dung lên na dân từ căn tứ phật đài quan tấn tác trung chân tăng chú quyền diện dung cao đòi tư tiện tò dùng bờ và cô thái phật giờ nói giờ cùng bồ tát chư tăng đồng giao tỏ giá vui mừng một liền cùng gót cấu tương đậu buồn một liền một tuần tròn ngày ấy ghi gỗ về nga quý đứa ta một liền bạch như mơ rằng mẹ con giờ thức tâm tâm cõi đàn lại cũng giờ quay bàn và chàng tỷ gỗ ra như tấu đề tư thức gia vũ lan bồ dùng mà đổ sáng nay đổ cha mẹ còn đương tải tới qua các bãi đòi con tập đà cao vẫn đòi hỏi tâm ta vừa muốn nói phương dùng gói theo tiên nam tự thì theo nam nữ cùng quật dương tay tự đại bàn tam tông đòi tô bán qua cùng bán nơi dẫn nghe coi trời như chỉ muốn đợi nam cha mẹ điện tài cùng thank you.
Bảo đại nghĩa
Phật quả ngứa trong các cái đức Như Lai cấp cõi dần. Thở công nghe tự bi gia hộ cung tinh kỳ thiếu công đức tù tâm hạnh vô biên tâm bước giải rồi. Bồ Đề Quán Giới Chúng Trung Tâm Tôn Tiền Dương Luân Quang Phật Ta Tiền Thiếu Tâm Chiến Tơ Hiền Hào Viên Đắc Tí Quy Chân Minh Liêu Bồ Điện Tổ Chúng Tất Tiểu Trời. Tội tới tứ hành Bồ Tát Đạo Biên Thanh Bày Vô Tình Đồ Đông Vô Bậc Miên Quá Di Bồ Ngọc Quá Cai Kiến Phật Hồ Vô Sanh Bá Tông. Bồ Tát Di Bàn Đạo Biên Di Tơ Căn Đức Vô Ngân Ưu Nhất Tế Thà Đầm Giới Chúng Sanh Giai Cộng Thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật Phục Nguyện. Hồn về tinh độ hiệp nhất chúng ta và trên vàng trên hoạt độ pháp thân hiện. Đức Phật A Di Đà Thọ Ký chánh tín diệu linh tánh não và do thị năng Phật hay tập ngũ tới quan văn nhị hoạt nhị tập nhật dám giờ thần đêm thuộc thù tâm báo đức tính báo chân vinh siêu sanh tịnh độ bổ nguyện hiện tiền gia đình tan biến còn giáo nam nữ tứ tôn hiệp chứng tiêu trật tự tăng đông quốc thọ năm siêu dương tới hai nhà văn pháp giới chốn sanh tội thần Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật tự quý Phật tương nguyện chúng sanh thời giải đại đạo tăng vô thượng ngã tâm tự quý Phật tương nguyện chúng sanh tâm nhập kinh toàn trí với nơi ngài tự tạng đường chúng sanh tâm lý đại chúng nhân tuyệt vô ngại cũng dám gì mang hồi đợi giống ngồn an tỏ dị giống linh từ ta bồ tát giống linh từ ta bồ tát giống linh từ ta bồ tát giống an tỏ dị linh sàng tàn chỗ kiềm